Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để dùng được ChatGPT 4 hoàn toàn miễn phí ở trên smartphone của bạn. Android hay là iPhone đều có thể dùng được hết. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua iPhone giá tốt thì Công sẽ để đường link của Di Động Việt ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Bước 1, các bạn sẽ cần tải cho mình phần mềm Bing về. Và Bing là gì? Thì Bing là công cụ tìm kiếm tới từ Microsoft và chúng ta hoàn toàn có thể tải về miễn phí ở trên App Store hay là cửa hàng Play, CH Play nhỉ, đọc vậy nó chính xác hơn. Với Bing thì chúng ta sẽ được dùng ChatGPT 4 hoàn toàn miễn phí và không bị tính số từ. Sau khi tải về xong, bạn mở ra cho mình nhé. Và tất nhiên là ở trên Bing các bạn sẽ cần đăng nhập cho mình tài khoản. Hiện tại ở đây của mình đã đăng nhập xong và mình đang có Copilot. Theo như Bing ghi thì Copilot hoạt động trên nền tảng AI dành cho web. Đó, sử dụng ChatGPT 4 luôn. Và mình sẽ dùng luôn cái gợi ý mà hiện tại phần mềm đưa cho mình nhá. Viết một câu chuyện cười mà một đứa trẻ mới biết đi thấy vui nhộn. Mới biết đi à? Có nghĩa là một câu chuyện cười theo kiểu nó rất là đơn giản đúng không? Nào, cùng đợi phần mềm trả lời mình xem sao. À mà lưu ý, hiện tại ChatGPT 4 này có thể dùng được tiếng Việt luôn. Nên các bạn thoải mái chat bằng ngôn ngữ tiếng Việt, không cần phải lo dịch sang tiếng Anh làm gì. Xin chào, đây là Bing, tôi có thể giúp bạn viết một câu chuyện cười. À, cái này là câu đưa ra thôi, chuyện cười ở phía dưới này. Mình cảm giác là cái tốc độ rep nó chưa được nhanh lắm, chúng ta vẫn cần phải chờ đợi. Nãy giờ mình chờ thì viết được nửa câu chuyện rồi. Ui, cái câu chuyện nó dài thực sự các bạn ạ. Mình chờ nãy giờ mà vẫn chưa viết xong câu chuyện. Thì nói chung là mình sẽ hiển thị ở trên màn hình để các bạn có thể đọc được câu chuyện này. Đấy, cũng như là bạn nào muốn đọc kỹ thì pause video của mình lại đọc nhá. Chứ câu chuyện dài lắm, mình đọc cho anh em nghe mà nó dài quá. Nói chung là với Bing ấy, thì mình thấy rằng là giọng văn viết nó đã tự nhiên hơn này. Và câu chuyện nghe nó có hồn hơn so với Google trước đây mình từng hỏi. Ngày xưa mình hỏi Google chuyện cười nghe nó bị đớ đớ ấy, kiểu nó rất là ngắn. Nhưng mà chuyện cười của Bing thì khá là dài và có vẻ cũng có trước có sau. Tuy nhiên nếu bạn nào đọc kỹ thì trong câu chuyện này có lỗi chính tả. Tự nhiên apru, không biết apru cái gì ở trong câu chuyện này. Thì mình nghĩ là lỗi liên quan đến việc là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thôi. Và nói chung là Bing đang cho mình một cái chat mà mình cảm thấy khá là ok. Đúng là ChatGPT 4. Bây giờ thử hỏi một câu nó mang tính chất khoa học hơn nhá. Trước khi hỏi thì bạn sẽ cần tạo cho mình đoạn hội thoại mới. Bởi vì chúng ta mà dùng luôn cuộc trò chuyện cũ ấy, thì có thể là ChatGPT sẽ bị hiểu lầm. Tại vì nó có tính năng là theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện của bạn mà. Và để mở mới thì các bạn vào lại app ChatGPT và chọn cho mình cuộc trò chuyện nằm ngay phía dưới này. Rồi, bây giờ hỏi tiếp thôi. Giải ngân hà có bao nhiêu hành tinh? Đây là câu mà mình muốn hỏi ChatGPT 4 để xem là trả lời như thế nào. Tại vì câu này mình cảm giác nó cũng hơi khoa học ấy. Wow. Có từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao và khoảng 100 tỷ hành tinh. Nói chung là số lượng chính xác thì tất nhiên là không thể có được rồi, hỏi cho nó biết thôi. Và ngoài ra thì còn đưa cho mình một số những trang web mình có thể đọc được thêm để nắm về cái thông tin này. Ngoài ra có một tính năng nữa ở trên Bing mà mình tin rằng trước giờ các bạn sử dụng ChatGPT chúng ta chưa được sử dụng. Đó là các bạn có thể hỏi nó bằng hình ảnh. Đây, để làm được các bạn chú ý cho mình ở khung chat. Phía bên góc phải có hình cái máy ảnh, đây chính là phần để sử dụng, mình sẽ bấm vào. Sau đó bạn có thể chụp trực tiếp luôn. Ví dụ ở đây mình chụp cái N3 này để xem máy có biết là gì không nhá. Rồi, ok, mình đã chụp xong và chờ một chút để phần mềm up ảnh lên. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào hỏi, đây là điện thoại gì? Để xem là Bing có biết không. Đấy, tự động search luôn. Rất thông minh, các khuôn mặt sẽ bị làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư. Cái này là rất cần thiết. Câu trả lời đầu tiên mình nhận được là Oppo Reno 5 Pro 5G. Cái này không đúng rồi, bởi vì đây là Oppo Find N3 mà. Có vẻ như phần mềm cập nhật chưa tới thì phải. Ui, ra toàn điện thoại gì thế này, Oppo Reno 4 Pro 5G. Hơi tiếc một tí là đến bây giờ vẫn chưa ra được Oppo Find N3. Thì mình sẽ đợi thêm một tí nữa xem sao. Trong quá trình đợi anh em mình cùng kéo lên phân tích một tí này. Thì phần mềm có phân tích ra được cái điện thoại này. Tức là theo mô tả của hệ thống, hình ảnh là một chiếc điện thoại Oppo màu vàng. Có 3 camera sau được bố trí theo hình tròn. Như vậy thì cũng khá là chính xác, bởi vì đúng. Đây, Find N3 của mình là có màu vàng này. Camera sau bố trí hình tròn, chính xác luôn. Nhưng mà không tìm ra chiếc máy này thì hơi tiếc có ChatGPT 4 một tí. Nói chung là với cái phần mềm này thì việc xử lý được hình ảnh nó sẽ rất tốt với những bạn nào chúng ta cần phân tích một bài toán hay là một đoạn văn, hay là bạn sẽ có một cái bảng dữ liệu các bạn cần để phân tích nó thì bạn chụp ảnh như vậy và nhờ phần mềm phân tích sẽ rất là nhanh. Còn với việc mình đang hỏi đây là cái gì thì có vẻ vẫn thua Google. Google mà chụp cái này mình đảm bảo 1 phút 30 giây, à không, không tới 1 phút đâu, 5 giây thôi, bạn tìm được một loạt kết quả Find N3 luôn.
Và nói chung đây là mình test cho các bạn xem được là với Bing chúng ta làm được gì và ChatGPT 4 sẽ như thế nào. Mời các bạn trải nghiệm thêm bằng cách trực tiếp tải Bing về nhá. Và ngoài ra có một lưu ý nữa là sau khi chúng ta đã chat xong với Bing thì bạn có thể là bấm cho mình vào cái nút clear ở đây hình cái chổi ấy để các bạn xóa hội thoại cũ đi và thiết lập hội thoại mới. Bởi vì sao phải làm thế này? Nếu như các bạn không đổi hội thoại mới thì đôi khi phần mềm liên tục phải đọc đi đọc lại hội thoại cũ và từ đó đưa câu trả lời cho có tính liên quan. Còn nếu như bạn xóa đi rồi thì phần mềm sẽ tự động hiểu là bạn đã đổi chủ đề. Và ở đây mình sẽ bấm vào một cái cho anh em xem. Đó, ngay lập tức mọi thứ trở về như ban đầu. Và các bạn thấy sao ở phần mềm này cũng như cái thủ thuật mình vừa chia sẻ, các bạn còn cái gì mà chưa làm được thì cứ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.